Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ha các bạn. Thì mình đang ngồi ở khu vườn mèo lười của mình. Thì các bạn thấy ở phía sau mình có một cái chậu hoa lan đúng không các bạn ha. Hoa lan này, cây chậu này mình đã có giới thiệu với các bạn một lần. Cặp bà liễu các bạn, bên đây có cặp nữa. Và hiện tại nó đang ra hoa rất là nhiều như thế này các bạn. Bạn thấy hoa sum suê luôn. Đấy, một cái màu trắng, cánh trắng và lưỡi tím nha, bà liễu xưa nha các bạn. Mình gọi là bà liễu siêu bông luôn á. Đó. Thì hôm nay gặp lại các bạn thì mình chia sẻ với các bạn một cái loại cây cảnh nữa. Hôm trước mình có giới thiệu qua thì hôm nay mình có cây mình giới thiệu với các bạn. Đó là cái cây đuôi chồn nha các bạn. Mình cho các bạn xem cây. Đây các bạn, đây là đuôi chồn. Thì hôm trước mình giới thiệu với các bạn một cái loại cây đó là cây thiên môn, mà mình nói vui đó là thiên môn bổ phổi đó các bạn. Nó khác với cái cây đuôi chồn, là các bạn nhìn thấy nó khác nha, nó nhìn nó khác hoàn toàn luôn á. Nếu mà bạn nào mà chưa thấy cây thiên môn và cái cây đuôi chồn này thấy có thể nhầm lẫn với nhau, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn chúng ta quan sát rồi á, thì chúng ta thấy nó khác các bạn ha. Nè, lá nó cũng nhuyễn luôn các bạn. Lá nhuyễn và nó nhỏ nhưng mà chúng ta thấy là nó tạo thành một cái đuôi nè, như một cái đuôi chồn luôn, một cái nhánh đó là nó tạo thành giống như một cái đuôi chồn dài ra luôn nha các bạn. Những cái nhánh lá của nó đó, cái nhánh nhỏ 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 đây nè, như nó khít lại với nhau, nó không có một cái khoảng hở giống như là cây thiên môn. Và ha, cây thiên môn thì những nhánh lá này có thể nó chia ra thành nhiều nhánh nhỏ nhỏ nhỏ. Đó, nhưng mà cái này là nguyên một cái cọng như thế này thì nó kết hợp, nó kết lại với nhau thành một cái đuôi dài như thế này, như là đuôi con chồn các bạn ha. Thì cái cây của mình là cái cây nó cũng còn nhỏ đó, nó chưa được lớn các bạn. Nếu mà lớn thì nó cũng rủ xuống vậy nè. Đó, cái đuôi này nó dài, nó cũng rủ xuống các bạn ha. Còn cây của mình là cây nó cũng còn nhỏ, nó chưa được lớn á nha. Thì đây các bạn, bạn thấy cây của mình nó đang mọc cây con rất là nhiều luôn nè. Nó đang búng nhánh cây con rất là nhiều luôn nè. Thì cây này mình đang trồng trong đất nè các bạn. Đất thì cũng là phân trộn thôi các bạn, nó đơn giản, nó sống cũng rất là đơn giản. Thì cái cây này các bạn có thể trồng để bàn nè, để trong mát được nha các bạn. Đặc điểm của cây này các bạn vừa trồng trong mát được mà vừa ngoài nắng được luôn á. Và nó có một cái màu xanh quanh năm như thế này. Đó, nhìn rất là tuyệt vời các bạn ha. Đuôi chồn. Đây các bạn, mình cho các bạn quan sát lại một lần nữa. Lá nó cũng là nhuyễn nha các bạn. Lá nhuyễn nhỏ. Đấy các bạn ha. Nó nhuyễn, nó nhỏ, gọi là lá kim á bạn. Và các bạn quan sát một cái đặc điểm của lá nữa, nếu mà các bạn quan sát kỹ, thật là kỹ cái phần lá này á, thì tại vì nó rất là nhỏ mà mình nói các bạn, thì nếu mà các bạn có cây để bạn quan sát cái mặt dưới này nè các bạn, cái mặt này nè nó sẽ úp úp xuống, cái lá nó hơi úp xuống các bạn, nó cụp lại, nó hơi úp xuống, còn mặt trên này nó nhọn ra, nghĩa là một cái là nó khuyết xuống giống như một cái chiếc lá mà các bạn, nó vậy, nó hơi úp xuống vậy nè. Đó, là này, cái mặt này nó úp xuống vậy, còn mặt kia là nó sẽ có một cái đường rãnh nó. Tại vì nhiều khi mình để như thế này, nhiều khi mình nói các bạn sẽ không quan sát được kỹ hết các bạn, tại vì nó rất là nhỏ nha. Đó, thì cây này là cây đuôi chồn các bạn ha. Thì mình nói lại là chúng ta có thể trồng trong đất treo đó, để bàn, hay chúng ta để ở ngoài nắng đều được cả nha các bạn ha. Thì đặc điểm cây này nữa là chúng ta có thể trồng thủy sinh được luôn. Đó, thủy sinh được luôn các bạn ha. Thì cái rễ của cây này rất là đẹp nha bạn, màu trắng trắng muốt luôn á, trắng muốt rất là đẹp luôn. Thì hôm nay mình sẽ trồng cái cây cây đuôi chồn này sẽ là bằng thủy sinh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bốc cái chậu này ra và mình sẽ rửa cái rễ nó sạch sẽ hết và mình sẽ bỏ vào một cái chậu thủy tinh. Hay mình chuẩn bị một cái chậu thủy tinh như thế này các bạn. Đây, chậu thủy tinh của mình đã chuẩn bị, đã bỏ một ít sỏi màu vào trong đây cho nó đẹp đẹp chút xíu nha các bạn ha.
Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bóc cái rễ của cái cây này ra nha các bạn. Mình chuẩn bị một cái thau để mình để vô cho bể phân vô. Mình sẽ bóc cái rễ của cây đuôi chồn này ra. Rễ trắng nha các bạn. Đây nè, mình bóc lên là rễ nó trắng như thế này nè, các bạn thấy không? Đó. Và các bạn thấy nó cũng gần tương tự giống như là cái cây thiên môn luôn á. Nó cũng có củ củ nữa các bạn ha. Nó cái củ cũng giống như củ thiên môn luôn á. Nè các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bóc hết cái phần thân này ra. Và chúng ta sẽ trồng vào trong nước các bạn ha. Trồng thủy sinh trong nước. Thì cây đuôi chồn này nó cũng có một cái đặc điểm là nó sẽ đem lại cái sự may mắn cho các bạn nào mà các bạn sở hữu trồng cây nha các bạn. Đó, mình đang bóc nó ra. Mình đang bóc hết cái bớt cái phần đất này đi rồi chúng ta sẽ lấy cái vòi nước chúng ta xịt nó. Cho nó, nói chung là mình rửa hết nguyên cái bộ rễ này cho nó trắng luôn các bạn ha. Nhìn nó nè, các bạn thấy nó y như cái cây thiên môn luôn á, nó giống như là một họ của thiên môn luôn các bạn nè. Củ nè. Nó củ cũng giống như củ thiên môn hôm trước mình cho các bạn xem, nhưng mà nó khác cái bộ lá nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xịt nước vô. Đó, mình rửa cái bộ rễ này nha các bạn. Mình rửa sạch cái bộ rễ này nha các bạn. Mình sẽ bỏ vào chậu rất là tuyệt luôn. Xịt nước mình xịt như thế này nó sẽ dễ ra cái phần đất này thôi. Đó, thì các bạn cứ rửa sạch hết bộ rễ. Chúng ta bỏ vào thì rất là đẹp luôn. Đó, củ nó nhóc hết trơn luôn nè, giống như củ mà cái củ thiên môn mà hôm trước mình cho các bạn xem nè. Củ rất là nhiều củ luôn, các bạn thấy không? Củ quá trời luôn nè. Đó, củ giống như cái củ thiên môn, nhưng mà này là củ của cái cây đuôi chồn nha các bạn, chứ không phải là củ thiên môn đâu. Các bạn lấy hết tất cả những cái phần phân ra. Rồi các bạn, mình vừa lấy cái bộ rễ của cây đuôi chồn ra. Các bạn thấy y chang cái phần củ của cái thiên môn hôm bữa mình cho các bạn xem nè. Đó, đây là củ của nó các bạn ha. Thì cái rễ nó mọc như thế này. Đó. Thì đây nè bạn, đuôi chồn nha. Nhìn nếu mà cho cái bộ rễ mà thiên môn với đuôi chồn thì chắc là không phân biệt được, nhưng mà chúng ta phân biệt được cái lá của nó. Cái lá của nó khác với cái lá thiên môn rất là nhiều nha. Rồi, mình sẽ bỏ vào trong cái chậu thôi. Đây các bạn. Để nguyên cái này bỏ vào. Hay lắm các bạn ha. Chúng ta có thể trồng thủy sinh cái cách như thế này. Đây, mình sẽ bỏ vào cái chậu. Ta bỏ nước vào thôi. Thì cái cách trồng thủy sinh hôm trước mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn một lần. Thủy sinh trồng trong chậu như thế này, chúng ta lấy nước như thế nào thì mình cũng đã có hướng dẫn với các bạn một lần. Thì bạn nào không có biết thì chúng ta có thể xem lại cái clip trước của mình nha. Đây các bạn. Đây, mình bỏ vào đây. Rồi, bây giờ nước. Đây là cái nước mình đã lấy và đã bỏ qua một đêm các bạn ha. Thì mình sẽ chế nước vào. Đấy, chúng ta chế nước vào như thế này các bạn nha. Các bạn thấy tuyệt không? Cái bộ rễ rất là đẹp ha. Bộ rễ của cái cây đuôi chồn này rất là đẹp luôn. Rồi, hôm trước mình cũng đã nói với các bạn là không có bỏ
nước đầy cái chậu khoảng bao nhiêu đây thôi các bạn nha. Đó, khoảng bao nhiêu đây thôi rồi. Đó, thì các bạn thấy cái cây nè, đu chồn mình trồng ở trong cái chậu thủy sinh như thế này, tuyệt không bạn? Rất là đẹp các bạn ha. Thì này chúng ta dày chúng ta để bàn thôi. Này. Đó, dưới đây mình bỏ một ít sỏi màu cho nó đẹp đẹp cái chậu một chút xíu nha các bạn. Rồi như thế này thì chúng ta sẽ để bàn, chúng ta chân trong chỗ bàn làm việc của mình. Đó. Đó, hay là nhổ những cái bàn tiếp khách của các bạn. Đó, rất là tuyệt vời các bạn ha. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn cây này là cây đuôi chồn. Đó, cây đuôi chồn. Thì hôm trước có một cái clip mình đã giới thiệu bạn Thiên Môn, thì một số bạn nhầm lẫn giữa Thiên Môn và cây đuôi chồn. Thì hôm nay mình cho các bạn xem cái hình dáng của cây đuôi chồn như thế này. Đó, lá nó dài ra như thế này, tạ kết lại, tết lại thành một cái đuôi dài như thế này luôn. Nó không có phân nhánh nữa các bạn ha. Còn cây Thiên Môn thì cái nhánh này nó sẽ có phân nhánh ngắn ngắn ra nữa ha các bạn ha. Đó, thì hôm nay mình trồng cái cây đuôi chồn này bằng cái cách là trồng thủy sinh. Các bạn sẽ lấy hết trơn đất ra, trừ cái bộ rễ như thế này. Thì rễ của nó có những cái củ như thế này, chúng ta cứ để như thế này luôn các bạn ha. Đó, thì cái củ này nó cũng tương tự như củ Thiên Môn luôn á, cho nên là nhiều bạn nhầm lẫn. Đấy các bạn, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái cây đuôi chồn với cái cách là trồng thủy sinh. Thì các bạn bỏ nước vào trong đây rồi thì các bạn bỏ một ít dung dịch thủy sinh nữa ha. Chút xíu mình sẽ bỏ một ít dung dịch thủy sinh vào trong đây, một khoảng là 1cc của cái phần dung dịch thủy sinh bỏ đây thôi, các bạn đừng có bỏ nhiều quá nha các bạn ha. Thì hôm trước mình có nói về cái cách trồng thủy sinh ha các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu và chia sẻ với các bạn cái cây đuôi chồn trồng thủy sinh trong cái chậu thủy tinh như thế này, rất là tuyệt vời các bạn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.